Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với gia đình của Hoàng Bách. Đây là nhà Bách. Chúc mừng năm mới nha, chúc các bạn một năm mới 2021 thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Anh nghĩ là khó khăn thì nhiều lắm. Anh nghĩ khó khăn thì cả thế giới đều khó khăn. Nhưng mà anh nghĩ là năm vừa rồi cũng là một cái cơ hội rất là lớn để tất cả chúng ta thay đổi bản thân. Với riêng Bách thì việc mình phải dừng lại và có những cái suy nghĩ sâu hơn, có những cái ngày sống chậm hơn và cũng thông qua đó thì lại có cơ hội để gần gia đình hơn. Thì anh nghĩ là năm 2020 vừa rồi là một năm khó khăn nhưng mà nó lại hữu ích. Trong năm 2021 thì anh nghĩ là mình cũng vẫn phải duy trì cái nhịp sống mà năm 2019 cũng như 2020 mình đã quyết định cho cuộc sống của mình. Đó là mình vẫn phải làm mọi thứ thật tích cực, sống thật tích cực, làm việc thật tích cực, tận hưởng cuộc sống thật tích cực và chơi cũng phải thật tích cực nữa. Thì với Bách cũng vẫn là âm nhạc thôi. Tất cả mọi thứ thì cũng đều xuất phát từ âm nhạc. Và âm nhạc thì với Bách là nó xuất phát từ cuộc sống. Cái Bách 20 thì Bách đã đi được một chặng đường vào năm 2020. Là chặng đầu tiên rồi, là đã hoàn thành thành cái chặng Live 20 ạ. Nó là một cái thực sự là mình đã quay trở lại với âm nhạc thì mình tiếp tục đi con đường đó thôi. Nếu như về 2020 thì những cái khó khăn mà cuộc sống mang lại thì nó chỉ để cho mình khẳng định một điều là mình xứng đáng được sống cái cuộc sống này và sống nó đẹp nhất có thể. Năm nay thì chắc như mọi năm thôi. Mọi người cứ bảo Bách hoặc là Tết có về quê đón Tết hay không, có về Nam Định hay không, hay có ra Hà Nội hay không. Với một người đàn ông ở cái độ tuổi và hoàn cảnh như Bách bây giờ thì Tết ở Sài Gòn mới đúng là Tết. Bởi vì gia đình ở đâu thì Tết ở đó. Tết này Bách đón Tết Sài Gòn. Tết, bạn nhắc thì Bách mới nhớ là còn có tháng nữa là Tết rồi. Thì ra đến giờ thì gia đình Bách cũng chưa có chuẩn bị gì nhiều. Cái năm nay có lẽ là một cái Tết rất là đặc biệt bởi vì chúng ta cũng phải có những cái chuẩn bị khác thường hơn mọi năm một chút. Cái năm 2020 thì Bách tin là tất cả chúng ta đều biết là các cái thiết bị thông minh nó quan trọng như thế nào trong cái việc là chúng ta đảm bảo được cái cuộc sống của mình. Từ những cái việc rất là nhỏ như chúng ta mua đồ ăn, chúng ta có thể liên kết với bạn bè khắp nơi khi mà chúng ta bắt buộc phải có những ngày dài ở nhà thì chúng ta mới thấy là cái việc phát triển của công nghệ nó quan trọng như nào. Thì Bách nghĩ là một trong những cái ưu tiên mà Bách trên cơ sở một người đàn ông trong gia đình muốn có cho mình và các con mình, và Bách đã làm rồi, là kiếm ngay một bạn smart monitor mà Samsung mới ra. Đây, cũng giới thiệu các bạn, đây là một cái bạn Samsung Smart Monitor, cái màn hình thông minh không cần máy tính đầu tiên trên thế giới. Năm vừa qua là một năm mà chúng ta thấy sự quan trọng, một cách thiết yếu của các thiết bị thông minh trong gia đình. Ví dụ như vợ chồng Bách phải làm việc qua các ứng dụng trực tuyến thường xuyên hơn. Nhưng nhiều khi màn hình nhỏ thì cũng rất là bất tiện, rồi mấy đứa nhỏ cũng phải học ở nhà. Việc các con không có bạn điện thoại hay là máy tính riêng cũng khó cho các bạn ấy. Mà bản thân Bách cũng không kiểm soát được hết thời gian con sử dụng. Rất là may mắn là Bách đã được biết đến và được các bạn Samsung tặng cho một chiếc Smart Monitor. Màn hình thông minh không cần máy tính đầu tiên trên thế giới với nhiều công năng hữu ích trong thời đại mới. Với màn hình to nên các con có thể dễ dàng sử dụng để làm các bài tập tại nhà, tìm kiếm thông tin và vợ chồng mình cũng có thể theo dõi được nội dung hiển thị của các con. Đồng thời màn hình cũng có tính năng bảo vệ mắt nên mình cũng đỡ lo khi con mình sử dụng thời gian dài. Ngoài ra khi hai vợ chồng còn đang xem phim trên Netflix mà có việc gấp cần chỉnh sửa file, xem báo cáo thì rất là dễ dàng để chuyển đổi mục đích sử dụng mà không cần thay đổi thiết bị. Cực kỳ tiện lợi luôn. Vì màn hình đặt ở không gian chung cho cả nhà nên ai cũng có thể sử dụng mà tránh việc mượn của nhau. Có những lúc mình xem file trên điện thoại, mình muốn chỉnh sửa hay ghi chú gì thì cũng khá khó khăn. Có bạn Smart Monitor này thực sự là hữu ích trong những tình huống như vậy. Bách nghĩ đây là một người bạn rất là hữu ích cho không chỉ gia đình Bách đâu. Có nhiều cái nhu cầu sử dụng trong một cái mặt bằng ạ. Như gia đình Bách thì thích quây quần với nhau ở tại phòng khách như thế này. Nhưng mà đôi khi là mỗi người làm một việc. Bố thì có thể là xem đá bóng, các con thì xem YouTube, mẹ thì lâu lâu check mail, rồi mình chỉnh file trên máy tính khi mà có nhu cầu ngay lập tức thì nó cũng thoải mái lắm.
Thì mình nghĩ là mỗi gia đình có thêm một cái người bạn như thế này nó đều hữu ích cả, và đỡ cái việc là tranh giành, các bạn cũng biết rồi đó. Một trong những điểm yêu thích nhất của Bách với bạn màn hình Samsung Smart Monitor này đó là cái công nghệ màn hình chống ánh sáng xanh và công nghệ flicker free, chống nhấp nháy. Hai điều này sẽ giúp cho chúng ta có thêm thời gian ngồi trước màn hình mà mắt không bị ảnh hưởng, sức khỏe không bị ảnh hưởng. Năm 2020 đã qua, năm 2021 chính thức đã tới, và Bách tin là đến giờ này chúng ta biết là mình là những người rất là may mắn để mà có một cái cuộc sống như hiện tại. Bách chúc mọi người một năm 2021 nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tất cả chúng ta sẽ cùng đón những cái ngày tháng mới bên gia đình của mình thật hạnh phúc và vui vẻ các bạn nhé.